Thưa quý vị, chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác số 17 họp triển khai chương trình công tác đi thăm, làm việc với quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 năm 2024. Tham dự đoàn công tác đợt này có 11 đoàn là đại biểu các cơ quan trung ương và địa phương do Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn công tác. Về phía đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai có các đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Nai; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Cao Tiến Dũng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban ngành các huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai. Chuyến công tác của đoàn với số lượng trên 200 đại biểu. Tại cuộc họp, lãnh đạo Quân chủng Hải quân đã quán triệt một số nội quy, quy định ở trên tàu cũng như quá trình đi thăm các đảo và nhà giàn JK1 thuộc huyện đảo Trường Sa. Đoàn tìm hiểu về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo và có các hoạt động tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động mang tính đặc thù của từng địa phương. Đồng thời, Quân chủng Hải quân cũng quán triệt các nội dung tuyên truyền nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo, tổ quốc cũng như ý chí kiên cường của quân và dân huyện đảo Trường Sa, tiếp thêm nghị lực cho cán bộ chiến sĩ chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dự kiến là khoảng 6 giờ sáng ngày 12 qua cập cảng Trường Sa, sau đó đoàn thủ trưởng và các đại biểu sẽ lên thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và tham gia cái lễ chào cờ vào lúc 7 giờ sáng. Đến 11 giờ ngày 12 chúng ta sẽ rời đảo Trường Sa và đi thăm nhà giàn JK111 thuộc ban cán sự chính. Đoàn đã phát động đợt thi đua ngắn ngày, lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyến đi và sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về biển đảo. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác tỉnh Đồng Nai đã trao tượng trưng phần quà trị giá 5 tỷ đồng cho quân dân huyện đảo Trường Sa do Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai đóng góp. Hy vọng chuyến đi này thì mỗi đồng chí chúng ta thấy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện giữ vững biển đảo trong thời điểm hiện nay, để chúng ta có những cái hành động hết sức là cụ thể để làm sao phát xây dựng Đồng Nai vững mạnh phát triển, để có cái kinh phí để tiếp tục hỗ trợ cho Trường Sa trong thời gian tới, những vấn đề này mà làm sao góp phần để xây dựng cái vững chắc hậu phương cùng nhau xây dựng Tổ quốc ngày càng tốt đẹp. Thời tiết rất thuận lợi, tàu của chúng ta tàu nó sắp bột chuẩn bị rất là tốt, thì khẳng định một điều rằng với cái tình cảm ấm áp của đất liền rồi với cái tinh thần của bộ đội Trường Sa thì khẳng định 100% cái đoàn công tác chúng ta sẽ rời cảng rồi trong quá trình hải trình đến thăm cán bộ nhân dân chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa nhà JK1 và chúng ta trở về thì đã hoàn toàn thắng lợi và đạt được nhiều cái kết quả như chúng ta mong muốn. Hải trình đi thăm làm việc với quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 năm 2024 của đoàn công tác số 17 gần 1.000 hải lý. Đây là chuyến hải trình ý nghĩa, góp phần tạo động lực để quân và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.